nha, được mấy chiếc? 1, 2, 3, 4, 5, 6 với 1 chiếc ở Thủ Đức nữa, 7 chiếc. Bây giờ là 6 giờ sáng. Họ đứng sao? Chạy đúng hết rồi. Họ gom gom vô đây rồi, gom gom vô. Không anh cho bằng cam sau á. Xuất phát thôi. Yeah.
hai bên nữa. Bây giờ là điểm hẹn ở bánh canh Long Hương nha, có lạc gì cái gì tới đó đợi mọi người nha. Chạy có gì kèm này nha, nó mới đi lần đầu nó không biết chạy. Vị trí đó nhắc trước vậy đó, đi tới bánh canh Long Hương luôn nha. Đi tới bánh canh Long Hương luôn á.
Thank you.
tới khu vực Vũng Tàu rồi vô. Hỏi gì hả? À, ông nói ông chạy chậm lắm. Ủa hai ông kia đi trước rồi hả? Đạt với Hiệp. Rồi, giờ đợi một thành viên nha, bị rớt lại phía sau rồi. Mặc dù là chạy khá là bình thường nhưng mà cũng bị rớt. Hai chiếc kia đi trước rồi. À, nãy cái hồi nãy có ông ép anh vô nữa, lái xe tải bị ép anh vô. Hồi nãy có cái ông nào rớt cái nón xuống đường ghê quá vậy, nó lăn ra xong nó lăn vô, quá ơi đỡ không nổi luôn.
tay tới rồi. Để xe đây mà mình ăn bán bên này hả? À, giờ tay like như đúng rồi vậy. Bây giờ anh em sẽ đi ra cà phê nha các bạn. Phải ăn sáng xong, ăn ở số 11 Bà Triệu, bánh khọt. Cũng được. Đi hướng nào giờ ông đánh? Vậy là muốn dành tấp hình đâu, giờ có anh này vô cà phê đúng không? Rồi đi vậy cho vô xe luôn à, có cần cái lúc à. Mẹ bị kẹt rồi. Quay đầu lại chụp cái hình luôn rồi đấy.
nó ve kìa. Giật chỗ quá vậy. Rồi khoanh tay nha, khoanh tay nha, khoanh tay, khoanh tay. À, bây giờ chúng ta sẽ làm phỏng vấn về hội dưỡng sinh có nên đi nhanh hay không. À, đây từng người từng người. Xin chào các bạn, mình là Chắc Chu. Hello, mình là Bảo. Ủa, anh Châu đâu? Hello. Thấy ổn. Ở tôi này. Đây là đâu? Hello các bạn, mình là Hai Di Lao. Hello các bạn, mình là ông Quỷ. Ê, sao xuống này được, hư ơi. Chúng cái gấp hư cái lốc máy tao. Bây giờ mình đi đúng không? Mình sẽ cho em cái địa điểm đi. Đó, kìa, 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 lấy cái miếng kia lại, nhấc cái miếng kia lại luôn. Cái miếng nó nhấc lại được mà đúng không chú? Cái miếng đó đó. Mà xuống hết chưa? Ủa này xuống hết chưa? Đây có cái miếng. Đang quay luôn. Đây là hai thanh niên chậm xe của người ta. Đi ra một cái đội hình cho nó đẹp. Để qua bên kia đi. Xuống là đi ra cũng nặng quá. Châu Lan. Châu chạy đủ chậu. Sai lầm rồi. Mất xe rồi. Về xin. Rồi bây giờ ai xuống rồi lấy cái này qua. Anh em xuống trước đi, thành một cái hàng dọc đi. Rồi anh Châu. Anh em là mua vinh xuống trước đi. Có điều kiện đó. À, nóng đít quá. Đang kẹt vậy sao lên ta?
Ok, bây giờ nhóm sẽ lên Hải Đăng nha. Bây giờ là 10 giờ rưỡi rồi. Cái chỗ lên Hải Đăng này mình ngại mấy cái chỗ cái cua gấp đầu tiên rồi đó nè. Tại vì có dép 1000 cái góc cua rất là hẹp. Không biết chỗ này sẽ như thế nào đây. Hy vọng ổn nha. Sau này đông thế, xe hơi nó dè quá trời kìa. Đi đường mới ta, đường này mình chưa đi bao giờ. Là mát mẻ. Ồ, giờ này có nhiều quán cà phê ta. Lần đầu tiên mình đi đường này luôn, giờ mới biết. Thiệt là hay. Ồ, đường đẹp quá ha. Bóng râm mát rượi luôn. Đường nhỏ bạn, về ngang chỉ được ở 3 chiếc xe chạy song song thôi, nhưng mà nhìn nó rất là hoang dã. Cái gì vậy, sao tự nhiên giật? Tự nhiên giật ngay dốc vậy cha. Mọi người vô số đi để cho đừng bị tuột. Họ đâu mất tiêu rồi. Bảo quay xong rồi vứt Bảo chạy luôn à. Ồ ok. À Bảo hồi nãy nó nói là nó chết mồi, nó đi hướng bên kia. Nó nói đi hướng kia phượng gì đó. Bên này trước chứ. Gọi lại đi kêu hướng bên này mà. Gọi đi gọi. Bên này xong mới chạy thẳng vô bên kia nó dễ hơn. Gọi. Cái gì vậy? Đi trước quay phim đứng. À. Sao mình đợi dưới đó luôn. Vậy cho hai hàng đi. Hai hàng. Hai hàng. Ờ. Đúng. 2 4 6 7 ổ còn chiếc nữa đâu? Đợi xíu đang lên. Còn ai? Rồi. Bên này tấp vô bên này nè. Rồi. Rồi chạy nha, chụp hình nó chưa, với nhau quay phim đang ở trước á.
này mình nên đậu xéo đi, đậu xéo được. Cái gì vậy? Ngồi lên chụp hình. Anh em quay lại rồi. Nhưng mà nhà ai chụp giùm cho anh em? Bây giờ là 11 giờ, anh em sẽ đi qua hướng bên Hải Đăng. Hồi nãy giờ là phía bên một hướng khác của Hải Đăng, bây giờ sẽ đi ngược về hướng bên Hải Đăng để quay phim chụp hình tiếp, xong rồi đi ăn trưa nha.
buổi trưa làm gì trời.